Chiều 30 tháng 11 năm 2020, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát, công ty Viglacera đến thăm và hỗ trợ quà cho nhân dân huyện Cam Lộ bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua. Trong đợt này, huyện Yên Mỹ cùng các chuyên nghiệp đã tặng 1.000 suất quà gồm 10 nhà chống lũ, mỗi nhà trị giá 25 triệu đồng, 70 máy lọc nước cho các xã Cam Tuyền, Cam Thủy, Cam Hiếu, 500 suất quà cho xã Cam Tuyền, 420 suất quà cho xã Thanh An, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm gạo, chăn màn và các nhu yếu phẩm khác, hỗ trợ trường mầm non Hoa Phượng xã Cam Tuyền 15 triệu đồng. Đây là những phần quà ý nghĩa góp phần động viên nhân dân Cam Lộ sớm ổn định lại cuộc sống sau mưa lũ.